Tính đến hôm 25 tháng 11 thì có đến hơn 2.000 người tị nạn đã bị mắc kẹt tại biên giới Hy Lạp, Macedonia sau khi các quốc gia Ban Căng ban bố lệnh cấm người nhập cư từ Syria, Iraq, Iran và Afghanistan. Số người mắc kẹt tại biên giới Hy Lạp, Macedonia tiếp tục tăng lên. Trong 3 ngày qua, rất nhiều người đã tham gia biểu tình đòi các nước vùng Ba Căn hủy bỏ lệnh cấm nhập cư đối với người tị nạn đến từ Syria, Iraq, Afghanistan và Iran. Chúng tôi vẫn mong chờ và sẽ chờ đến khi nào đạt được mục đích của mình. Chúng tôi đang kêu gọi sự giúp đỡ và mong muốn hòa bình. Chỉ vậy thôi, chúng tôi khao khát tự do, vì chúng tôi cũng là con người như tất cả các bạn. Nếu các bạn là chúng tôi, thì tôi chắc các bạn cũng sẽ làm như chúng tôi bây giờ. Những người này vẫn ngồi chờ bất chấp trời mưa trong khi thời tiết cũng đang bắt đầu chuyển lạnh, chỉ với hy vọng có thể đặt chân vào các nước Tây Âu. Trước đó, Liên Hiệp Quốc đã lên án việc đóng cửa biên giới của các nước Ba Căng và cho rằng động thái này đang vi phạm luật pháp quốc tế. Việc đóng cửa biên giới ngăn chặn người tị nạn đến từ các quốc gia có xung đột chính trị đang trở thành xu hướng chung của các nước vùng Ba Căng trong suốt một tuần qua, từ Croatia, Serbia đến Macedonia. 2.000 người tị nạn vẫn còn đang mắc kẹt trong những khu lều tạm tại biên giới các nước, trong khi mùa đông đang đến rất gần.